Kính thưa quý vị, sự suy giảm của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới đã là chủ đề thảo luận sôi nổi trong nhiều năm, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008. Và trong khi không ít ý kiến bảo vệ vị thế số 1 của đồng bạc xanh với quan điểm cho rằng các cuộc thảo luận về sự sụp đổ sắp xảy ra của đồng đô la chỉ là do bị thổi phồng, thì dữ liệu do Hội đồng Đại Tây Dương cung cấp cho thấy thế giới thực sự đang sử dụng đồng đô la ít hơn đáng kể so với đầu thế kỷ. Theo hệ thống giám sát, sự thống trị của đồng đô la từ Hội đồng Đại Tây Dương, tỷ trọng đồng đô la Mỹ trong dự trữ toàn cầu là 58% vào năm 2024, đã giảm 14% so với năm 2002, khi nó chiếm tới 72% dự trữ toàn cầu. Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine và nhóm 7 nước ngành công nghiệp phát triển G7 tiếp tục leo thang trong việc sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính, thì ngày càng nhiều quốc gia đã phát đi tín hiệu về ý định đa dạng hóa nguồn dự trữ khỏi đồng đô la Mỹ. Tốc độ phi đô la Mỹ hóa đã tăng lên trong những năm gần đây, và các nhà nghiên cứu chỉ ra một diễn biến đã thúc đẩy xu hướng này, đó là sự lớn mạnh của BRICS. Theo nhiều nhà phân tích, trong khi nhiều người tập trung vào các loại tiền tệ cạnh tranh hoặc tài sản kỹ thuật số, thì trò chơi phi đô la thực sự là vàng chứ không phải là thứ công cụ nào khác. Trong khi phương Tây còn đang loay hoay đối phó với khủng hoảng và chia rẽ, BRICS, Liên minh Kinh tế của những quốc gia mới nổi, đang lặng lẽ triển khai một chiến lược đầy tham vọng, đó là tích trữ vàng với quy mô khổng lồ. Mục tiêu của họ không chỉ là giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la, mà còn là tạo lập một hệ thống tài chính độc lập, thoát khỏi sự chi phối của các thế lực cũ. BRICS không chỉ gây sức ép lên trật tự tài chính hiện tại, mà còn hé lộ kế hoạch thiết lập một chuẩn mực kinh tế mới đầy hứa hẹn cho tương lai. Sự chuẩn mình này không chỉ phản ánh khát vọng tự chủ kinh tế, mà còn thể hiện một tầm nhìn chiến lược, định hình lại cấu trúc quyền lực toàn cầu. Vậy thì liệu tích trữ vàng có phải là bước chuẩn bị cho sự ra đời của một đồng tiền chung của BRICS trong khối này đối đầu với phương Tây hay không? Liệu đây có phải là nền móng để BRICS tạo ra một trật tự mới trên toàn cầu, và tác động của BRICS gia tăng trữ vàng với nền kinh tế Việt Nam là gì? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Gần 3 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây, Tổng thống Nga Putin không chỉ không nhượng bộ mà còn quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024, quy tụ nhiều lãnh đạo hàng đầu thế giới. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự mở rộng mạnh mẽ của khối này, với hơn 30 quốc gia xin gia nhập, mà còn có chiến lược âm thầm nhưng quyết liệt trong việc gom vàng với quy mô lớn chưa từng có. Nga và Trung Quốc, trụ cột của BRICS, đã không ngừng tích lũy vàng để giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và đối phó với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trong khi G7 chứng kiến tỷ trọng GDP toàn cầu giảm mạnh từ 65% xuống chỉ còn 43%, các nền kinh tế BRICS đã có sự bứt phá ngoạn mục từ 8% lên 26% GDP toàn cầu vào năm 2023. Sự phát triển này đã âm thầm diễn ra cho đến khi cuộc xung đột Nga-Ukraine và đại dịch COVID-19 phơi bày rõ nét sự bất lực của hệ thống cũ, mở ra một chương mới cho trật tự kinh tế toàn cầu. Và vàng đã trở thành một công cụ chiến lược quan trọng của BRICS, không chỉ để phòng ngừa rủi ro kinh tế, mà còn để xây nền tảng cho đồng tiền chung tiềm năng của khối, đe dọa sự thống trị lâu nay của đồng đô la Mỹ. Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, các quốc gia thuộc BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hiện đang nắm giữ hơn 20% tổng dự trữ vàng toàn cầu. Nhờ vào các hoạt động đẩy mạnh gom vàng, BRICS đã làm tăng nhu cầu vàng toàn cầu lên mức kỷ lục, khiến giá vàng tăng cao và tạo áp lực lên ngân hàng trung ương phương Tây, vốn đang phải đối mặt với sự suy giảm ảnh hưởng của đồng đô la trong các giao dịch quốc tế. Việc tích trữ vàng khổng lồ này không chỉ giúp các nước thành viên củng cố khả năng chống chịu trước bất ổn kinh tế, mà còn mang lại cơ hội định hình lại trật tự tài chính toàn cầu theo hướng có lợi cho mình. BRICS không chỉ đơn thuần tích lũy vàng như một biện pháp bảo vệ, mà còn đặt nền móng cho một hệ thống kinh tế mới. Nếu xu hướng này tiếp tục, thế giới có thể chứng kiến sự hình thành của một kỷ nguyên mới, trong đó vàng sẽ đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc tiền tệ quốc tế. Nga và Trung Quốc đang dẫn đầu với kho vàng đồ sộ, khẳng định vị thế chiến lược của mình trên trường quốc tế. Hiện nay,
Nga nắm giữ 2.340 tấn vàng, tương đương 8,8% tổng dự trữ vàng toàn cầu, và sử dụng kim loại quý này như một công cụ nhằm chống đỡ lại các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ phương Tây. Vàng đã trở thành lá chắn kinh tế cho Nga, bảo vệ đồng rúp và đảm bảo nguồn ngoại tệ thông qua các giao dịch với những quốc gia thân thiện. Trung Quốc cũng không kém cạnh khi sở hữu 2.260 tấn vàng và liên tục gia tăng dự trữ trong suốt 16 tháng qua. Bắc Kinh xem vàng như một phần thiết yếu trong chiến lược bảo vệ nền kinh tế trước những rủi ro địa chính trị và giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Với kho vàng khổng lồ này, Nga và Trung Quốc chiếm gần 3/4 tổng dự trữ vàng của khối BRICS, khiến vàng thành một công cụ chiến lược để ứng phó với bất ổn toàn cầu và tạo thế cân bằng trước sức ép từ phương Tây. Các thành viên khác trong BRICS cũng đang đóng góp đáng kể, như Ấn Độ nắm giữ 840 tấn vàng, thể hiện vai trò văn hóa và kinh tế của vàng trong xã hội này. Brazil đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tăng cường dự trữ vàng, với tỷ lệ tích trữ tăng gần 300% từ năm 2018 đến năm 2024. Dù Nam Phi có tốc độ tăng trưởng dự trữ vàng chậm hơn so với các đối tác trong BRICS, nhưng nước này không chỉ dừng lại ở việc tích trữ mà còn đóng vai trò quan trọng trong khai thác và cung ứng vàng. Với vị thế là một trong những nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, Ả Rập Saudi hiện đang duy trì một lượng vàng dự trữ đáng kể với tổng cộng là 323 tấn, xếp thứ 16 trên thế giới về dự trữ vàng. Để giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và ứng phó với lạm phát, quốc gia này đang đầu tư mạnh vào khai thác và phát triển các mỏ vàng. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, sự bất ổn kinh tế đã thúc đẩy Ả Rập Saudi gia tăng tích lũy vàng, xem đây như một biện pháp bảo vệ tài sản chiến lược. Cùng lúc, Ngân hàng Trung ương UAE cũng đã mở rộng mạnh mẽ lượng vàng dự trữ, đạt 5,6 tỷ đô la, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù con số này vẫn khiêm tốn so với nhiều quốc gia khác, việc tích trữ vàng không chỉ mang lại sự linh hoạt trong chính sách tiền tệ của Ả Rập Thống Nhất mà còn giúp duy trì lòng tin của nhà đầu tư và đảm bảo hoạt động thương mại quốc tế diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu. Kho vàng khổng lồ của BRICS không chỉ giúp các quốc gia trong khối phòng ngừa rủi ro lạm phát và bất ổn tài chính mà còn mở ra khả năng cho một đồng tiền chung tiềm năng được hỗ trợ bằng vàng. Đồng tiền này có thể làm lung lay trật tự tài chính toàn cầu hiện tại, vốn dựa chủ yếu vào đồng đô la Mỹ. Như chúng ta đã đề cập trước đó, các quốc gia BRICS, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đang nỗ lực mạnh mẽ nhằm phá vỡ sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc kết hợp với xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy những quốc gia này đẩy nhanh xây dựng một hệ thống tài chính độc lập. Nhà phân tích Giovanni Stonovo từ UBS cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ là yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro đối với vàng. Nếu ông Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024 này, nguy cơ leo thang xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng lên, từ đó thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc tích trữ vàng để sẵn sàng ứng phó với các lệnh trừng phạt hoặc hạn chế thương mại từ phía Mỹ. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng nhu cầu vàng. Vàng được coi là một hàng rào bảo vệ trước bất ổn chính trị và địa chính trị. Cả Nga và Trung Quốc đều đang thực hiện những động thái quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh địa chính trị dẫn đến nhu cầu đầu tư vào vàng tăng cao. Trong khi cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp diễn, Nga đang củng cố mối quan hệ với Triều Tiên nhằm giảm áp lực trừng phạt từ phương Tây và tạo thêm căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á, gây lo ngại về mối bất ổn an ninh. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục gây sức ép đối với Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Những hành động này không chỉ gia tăng khả năng xảy ra đối đầu giữa các quốc gia lớn mà còn tạo ra những lo ngại nghiêm trọng về sự bùng nổ xung đột khu vực trong tương lai. Các yếu tố này đã tác động sâu sắc đến giá vàng, một tài sản được xem như nơi trú ẩn, an toàn trong bối cảnh bất ổn. Khi căng thẳng gia tăng, dòng vốn đầu tư thường đổ vào vàng để bảo vệ giá trị tài sản. Đồng thời, nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ Trung Quốc và Nga, cũng tăng lên làm giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng đô la trong bối cảnh hệ thống tài chính quốc tế ngày càng phức tạp. Về mặt tài chính, các thành viên BRICS đang tích cực gom vàng để làm cơ sở hỗ trợ cho đồng tiền chung của khối. Nga và Trung Quốc đã đề xuất ra mắt đồng tiền chung BRICS có thể được bảo đảm bằng vàng nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên giao dịch mà không cần đến đô la, từ đó tạo áp lực lên hệ thống tài chính phương Tây, thúc đẩy xu hướng phi đô la hóa.
việc tích trữ vàng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với Nga, quốc gia đang phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay mà phương Tây áp đặt nhằm cô lập nền kinh tế Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Các lệnh trừng phạt này bao gồm việc loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đóng băng tài sản ngân hàng trung ương của Nga và hệ thống giao thương trong lĩnh vực dầu khí. Thông qua chiến lược tích trữ vàng, Nga và Trung Quốc không chỉ bảo vệ nền kinh tế nội địa mà còn chuẩn bị cho một trật tự tài chính toàn cầu mới. Vàng giúp hai quốc gia này duy trì tính thanh khoản trong thương mại, ổn định tiền tệ và tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc trước các cú sốc tài chính cũng như các lệnh trừng phạt. Những diễn biến này phản ánh một quá trình dài hạn nhằm xây dựng một nền tảng tài chính độc lập khỏi sự chi phối của phương Tây, trong đó vàng đóng vai trò chiến lược cốt lõi. Hệ quả của quá trình này có khả năng làm thay đổi cán cân quyền lực tài chính và tái định hình hệ thống kinh tế toàn cầu trong tương lai gần. Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vừa qua, thì Tổng thống Putin đã tiết lộ thêm một vài chi tiết về đồng tiền mới và thời gian ra mắt tiềm năng. Sự xuất hiện của đồng BRICS này có thể thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng phi đô la hóa. Khi nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh, đồng tiền mới này cũng có thể tác động sâu sắc đến giá vàng, với nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư có khả năng làm gia tăng giá trị của kim loại quý này. Các chuyên gia phân tích nhận định rằng nhu cầu ổn định từ ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Dự đoán trong vòng 12 tháng tới, giá vàng có thể đạt 2.900 đô la trên một ounce, được thúc đẩy bởi các đợt cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo công cụ FED Watch của CME, thị trường hiện đang định giá tới 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất vào tháng 11. Vàng có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong môi trường lãi suất thấp, cho thấy triển vọng tươi sáng của kim loại quý này trong bối cảnh hiện tại. So sánh chiến lược dự trữ vàng giữa BRICS và các quốc gia như Hoa Kỳ và Đức, cho thấy hai phương thức quản lý tài sản chiến lược khác nhau, mỗi bên đều có mục tiêu riêng. Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ lượng vàng lớn nhất thế giới với trên 8.133 tấn, tương đương khoảng 70% tổng dự trữ ngoại hối của nước này. Mặc dù đã từ bỏ bản vị vàng từ năm 1971, Mỹ vẫn giữ nguyên lượng dự trữ vàng trong các hầm sâu tại Fort Knox và New York nhằm củng cố lòng tin của đồng đô la và sự duy trì ổn định tài chính toàn cầu. Đức ở vị trí thứ hai với 3.352 tấn vàng, chiếm 71,5% tổng dự trữ ngoại hối. Sau Thế chiến thứ hai, Đức đã gửi phần lớn vàng ra nước ngoài để đảm bảo an toàn. Nhưng từ năm 2013, quốc gia này đã khởi động quá trình đưa vàng trở về, hoàn tất vào năm 2017, nhằm giảm thiểu rủi ro và củng cố độc lập tài chính trước những biến động chính trị toàn cầu. Các quốc gia như Hoa Kỳ và Đức ít thay đổi lượng dự trữ vàng vì chiến lược của họ chủ yếu dựa vào sự ổn định tài chính và lòng tin vào hệ thống tiền tệ hiện tại. Khác với các nước BRICS, họ không cần tích cực mua thêm vàng mà thay vào đó dựa vào khả năng tài chính vững mạnh và kiểm soát thị trường tiền tệ để duy trì ảnh hưởng. Trong bối cảnh đối phó với khủng hoảng nợ và giảm niềm tin vào đồng euro, châu Âu vẫn tiếp tục duy trì một lượng vàng đáng kể. Đức và Pháp với khối lượng vàng lớn trong khu vực sử dụng tài sản này như một công cụ đảm bảo ổn định tài chính trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh. Trong khi đó, Nhật Bản với hơn 800 tấn vàng chủ yếu sử dụng vàng để bảo vệ dự trữ ngoại hối trong thời kỳ biến động tiền tệ. Đối mặt với lãi suất thấp kéo dài, Nhật Bản không chỉ dựa vào vàng mà còn phải tìm cách kích thích nền kinh tế thông qua các chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn, thể hiện một chiến lược linh hoạt trong việc quản lý tài sản. Việc BRICS tăng cường tích trữ vàng và xem xét phát hành đồng tiền chung được hỗ trợ bởi vàng đã dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng cho các tổ chức tài chính quốc tế như IMF và Ngân hàng Thế giới. Những tổ chức này e ngại rằng nếu BRICS thành công, vai trò của đồng đô la sẽ suy yếu dẫn đến sự giảm sút ảnh hưởng của hệ thống tài chính do phương Tây lãnh đạo. Để đối phó với IMF, có thể sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ kinh tế hấp dẫn hơn cho các quốc gia đối tác nhằm duy trì sự ảnh hưởng của mình, đồng thời khuyến khích sự hợp tác trong một hệ thống vẫn dựa trên đồng đô la. Phản ứng từ Mỹ và Liên minh châu Âu đang được triển khai với mục tiêu bảo vệ vị thế của đồng đô la Mỹ. Cả hai bên đang tích cực củng cố vai trò của đồng đô la thông qua việc duy trì sự ổn định tài chính, cải thiện tính thanh khoản của đồng tiền này và củng cố các liên minh kinh tế. Nếu như BRICS thúc đẩy thành công một hệ thống tài chính dựa trên vàng hoặc phi đô la, Mỹ và EU có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đối với những quốc gia chuyển đổi dự trữ ra khỏi đô la.
Đồng thời, nỗ lực cũng sẽ tập trung vào việc mở rộng thị trường trái phiếu và thương mại đồng đô la nhằm đảm bảo sự phụ thuộc bền vững của các quốc gia vào đồng tiền này. Hiện tại, hơn 30 quốc gia đang mong muốn xin gia nhập BRICS. Nổi bật trong số đó là Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO. Xu hướng này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của BRICS, mà còn khẳng định rằng Nga và Trung Quốc không hề đơn độc trong tham vọng tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu. Với số lượng đơn đăng ký quá lớn, BRICS đang phải cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ có thể tiếp nhận tối đa 10 thành viên mới trong thời gian này. Trong thời gian tới đây, sự gia tăng đáng kể về số quốc gia muốn gia nhập BRICS cho thấy một xu hướng quan trọng, đó là các nước đang phát triển và mới nổi đang nỗ lực thoát khỏi sự chi phối của đồng đô la Mỹ và các thể chế tài chính phương Tây. Điều này củng cố lập trường của Nga và Trung Quốc trong việc thúc đẩy phi đô la Mỹ và xây dựng một hệ thống kinh tế dựa trên các nguồn lực độc lập như vàng. Các thành viên không chỉ tìm cách bảo vệ tài sản trước bất ổn toàn cầu, mà còn giảm sự phụ thuộc vào các thị trường tài chính phương Tây. Sự hội tụ này tạo nên một mạng lưới các quốc gia có lợi chung, góp phần thúc đẩy một trật tự kinh tế mới, thách thức sự thống trị của phương Tây. Vậy thì tác động của việc BRICS gia tăng dự trữ vàng với nền kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào? Điều dễ nhận thấy nhất về tác động của các nước trong BRICS tăng cường dự trữ vàng trong thời gian qua đến Việt Nam, đó là thị trường vàng trong nước đã có một hành trình tăng giá thần tốc, vượt mọi kỳ vọng lên các mức cao chưa từng có. Trong năm 2024, các chuyên gia dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ thực hiện ít nhất một lần cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng trung ương quyết định duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến, điều này có thể hạn chế mức tăng của vàng. Dù vậy, trước bối cảnh bất ổn kinh tế và lo ngại về suy thoái, nhiều chuyên gia tin rằng các đợt cắt giảm lãi suất sẽ xảy ra, tạo động lực thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn nữa vào năm 2025. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương của Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục gia tăng mua vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Điều này không chỉ củng cố giá vàng trên thị trường quốc tế, mà còn làm giảm nguồn cung có sẵn cho các nhà đầu tư, đẩy giá lên cao hơn. Với sự kết hợp giữa căng thẳng địa chính trị, lạm phát kéo dài và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương, vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong dài hạn. Dự báo từ US Global Investor cho thấy rằng giá vàng có thể đạt 10.000 đô la Mỹ trong 10 năm tới, tương đương khoảng 300 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, nhiều chuyên gia uy tín của Mỹ ước tính rằng giá vàng có thể đạt 17.000 đô la một ao trong vòng 30 năm tới, tương đương khoảng hơn 750 triệu đồng mỗi lượng. Một chiến lược đầu tư cá nhân trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu và gia tăng căng thẳng địa chính trị hiện nay là điều hết sức cần thiết. Đầu tư vào vàng nổi bật như một lựa chọn hợp lý, bởi vàng từ lâu được coi là tài sản phòng thủ hiệu quả, đặc biệt là khi lạm phát gia tăng và lãi suất bị cắt giảm, dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền và biến động mạnh trên thị trường tài chính. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng có thể đạt 3.000 đô la một ao vào năm 2025 nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và các ngân hàng trung ương duy trì môi trường lãi suất thấp. Chính vì vậy, rất nhiều chuyên gia đã đưa ra lời khuyên quan trọng cho các nhà đầu tư là hãy đặt mục tiêu đầu tư dài hạn. Và nếu chúng ta đang tìm kiếm một công cụ bảo vệ tài sản an toàn, vàng chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Việc duy trì một phần danh mục đầu tư dưới dạng vàng, vật chất hoặc ETF vàng có thể giúp giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, không nên đầu tư toàn bộ. Vâng, như vậy có thể thấy, với mong muốn phi đô la hóa, các quốc gia trong khối BRICS đang gia tăng khả năng dự trữ vàng. Đây cũng được cho là nền móng để khối này tạo ra đồng tiền chung đối đầu với đồng đô la của phương Tây. Thế nhưng, có thể thấy được là các nước phương Đông hiện nay mới bắt đầu tăng cường dự trữ vàng, còn các nước phương Tây như Mỹ hay Đức đã dự trữ vàng từ rất lâu trước đó. Tuy rằng hiện tại những nước này không còn quá tập trung vào tăng dự trữ vàng, nhưng với những số liệu công bố ở trên cũng đủ thấy tổng lượng vàng họ nắm giữ đang lớn hơn các nước BRICS. Vì vậy, trong tương lai, có lẽ đồng tiền chung của BRICS có thể vẫn được ra đời dựa trên nền tảng vững chắc là dự trữ vàng trong khối các nước BRICS. Nhưng liệu nó có thể đánh bại được đồng đô la Mỹ hay không thì rõ ràng còn quá sớm để khẳng định. Dù vậy thì với sự phát triển chóng mặt của BRICS hiện nay, nếu như nó thực sự xuất hiện thì đó là một đối thủ đáng gờm đối với đồng đô la Mỹ. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại